cuối tuần vừa qua mưa bão nguy hiểm khắp nơi trên hoa kỳ gió thở mạnh ở alabama vào bữa thứ bảy vừa qua đồ đạc cả luôn cái nhà bao giờ đồ chơi con nít gió thổi bay đi luôn Tự nhiên ở đâu đó, gió thổi mạnh kéo tới. Like Cả đều văng hết. Connecticut, Connecticut, mưa lớn, ngập lụt xảy ra. This, Xét đánh ngay Seattle Space Needle. Nationwide, 46 million in the bullseye for more rain, wind, flooding, and possible... 46 triệu người bị ảnh hưởng ngập lụt mưa bão xảy ra, cộng luôn là lốc xoáy. Còn nằm về hướng Nam, hơn 40 triệu người bị ảnh hưởng trời nóng. Từ Arizona dọc dài cho tới Florida. Còn ở ngay bên Colorado Springs, so có rất là nhiều người bị bệnh. Trời nóng hơn 90 độ. Còn nằm về hướng đông trên Hoa Kỳ. Bãi biển đóng cửa, mưa bão Ernesto. Bão cấp 1 ảnh hưởng ở Hoa Kỳ. Ở Hilton Head có hai người bị chết đuối. And off the coast of North Ở biển North Carolina, có hơn ba chục sự kiện cứu người xảy ra. Oh Dọc bờ biển, cái nhà này bị sập bữa trước. Cái bờ biển đã bị đóng cửa ngay lúc này. Bão Ernesto đánh vô Puerto và Papuna trong lúc này đang dọn dẹp trả lời. đa số hư hại của cơn bão Ernesto đó là bị về điện. ngay lúc này thì đang sửa điện trả lời sân bay quốc tế làm việc trở lời ngay bây giờ cơn bão đã đi qua trong lúc này đang dọn dẹp trở lời